không có được bỏ đồ ăn. Bóng bóng vàng vàng lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Sao tụi em ăn dở vậy hết rồi bóng ơi? Để chị kiếm gì cho em ăn ngay cá. À có rồi. Oh no. Ê Kim, sao con bỏ ghế xuống hồ vậy con? Đâu có đâu mẹ, con cho nó ăn, con lỡ làm gớt thôi. Con có nhìn thấy cái bảng đó không? Cái bảng gì vậy mẹ? Cái bảng đó nói là con là những cái thứ ghét xuống dưới hồ, con biết không? Cá là chỉ ăn được thức ăn của cá thôi. Con mà bỏ mấy cái thứ này xuống dưới hồ là người nhân viên thấy được người ta sẽ la con đó, biết chưa? Thế có khi nào người ta bắt con ta? Tội này thì không biết là có bị bắt không, các bạn nghĩ xem. Hoàng Kim như vậy có bị bắt không các bạn? Nhưng mà các bạn đừng giống Hoàng Kim nghe, không được thả ghét hay là những cái đồ ăn không phải thức ăn cho cá xuống dưới hồ cá nghe các bạn. Mẹ con biết lỗi rồi mẹ ơi. Hôm nay mẹ dẫn cho hai chị em đi một cái siêu thị rất là lớn nè, để hai chị em có thể tham quan ăn uống nghe. Hai chị em vui không? Dạ vui quá mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn thử đoán xem đây là siêu thị nào nha. Các bạn bình luận ở dưới cho mình biết nha các bạn. Tới thang cuốn rồi, các con phải đi theo mẹ và đi cẩn thận nha các con. Tụi con đi thang cuốn nè, là tụi con phải đứng giữa thang cuốn để thang cuốn nó đưa mình lên thôi, tụi con không cần phải chạy lên nha. Con chỉ để tay lên trên thang này thôi chứ không được tay chân lên trên mấy cái lặn trên này nha con. Cái lặn màu vàng này là để người ta nói là mình không có được đưa cái chân mình đi qua cái lặn đó, lỡ nó mắc kẹt vô tới nghe Kim, không có đưa vô nghe con. Dạ con biết rồi mẹ ơi. Thang cuốn chạy đến nơi thì các con phải nhớ để bước lên nha, không thôi các con cũng dễ té lắm, các con nhớ chưa? Rồi bây giờ mình vô siêu thị mua đồ thôi các con ơi. Các bạn ơi, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Kim nè con, ở đây mát quá các con ha. Mình ăn xong đi rồi mẹ dẫn đi tập thể dục nha. Chị hai không được gục gác con chơi công viên như vậy. Ở địa xa hùng gác đó mẹ, chứ chị có thấy hùng gác nào. Ừ da thì da, đứa điệu phải tìm hùng gác gục vào. Ai uống cái đai gục tay nữa nè. Gia Hân giỏi lắm nghe, nãy giờ mẹ ngồi mẹ để ý Gia Hân nè. Gia Hân biết lượm ghét nè, bỏ thùng ghét, có ý thức giữ gìn vệ sinh rất là tốt nè. Con phải học hỏi hả em biết không? Dạ con biết rồi mẹ. Các bạn đi ra công viên, các bạn nó dục giác ngoài dục giác nè. Các bạn ơi, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.